Món súp măng cả nhà ơi. Súp măng sườn heo cả nha. Mà không phải măng ấy đâu nha, măng hộp nha. Măng hũ chứ không phải măng hộp luôn, măng hũ nè, sườn heo nè. Là to chưa? Đó. Tại vì hôm nay là có family Hồng Kông lại ăn nên là mình nấu cái nồi nó hơi to một tí. Nhưng mình để cái này nó sôi là mình vớt bột cho nó súp nó trong cả nhà. Đây là mình nấu măng này nè. Măng hũ này nó có cái màu như thế này á. Nhìn nó đẹp màu nữa, nó không có bị trắng chạch á. Gia đình mình ăn là hay đa số là hay có màu này một tí chứ không có trắng, có mấy đứa không thích. Đấy, cả nhà nhớ để xem cái nồi súp mình như thế nào nha. Chứ mà mình bỏ cái gì vô sau nha cả nhà. Mình vớt bột từ nãy giờ nó đã trong quá cả nhà. Bây giờ mình sẽ đổ măng vô nha. Mình sẽ đổ nguyên một hộp măng này vô nha. Một hộp là đủ trong nồi đó cả nhà. Tại vì mình muốn ăn nhiều hết nha. Chứ một hộp là nó găm măng nhỏ nhỏ ra nó nhiều lắm. Tiệm nấu hoài nên nó biết đó. Ngon nha. Cái màu hạt điều nó có màu điều nè. Rồi mình chờ đợi một lát nữa thì mình vớt bột nữa, mình cứ chờ đợi cho nó chín rồi mình đổ thêm đồ vô nữa nha. Mình ăn có nấm rơm nữa, mình có nấm rơm nữa, mình đổ nấm rơm vô luôn nha. Em bỏ nấm rơm vô nha, nấm rơm rửa sạch rồi. Giờ bỏ vô luôn. Rồi, còn một lát nữa mình đợi cho nó chín hết rồi mình nêm nếm nha. Rồi hôm nay mình chơi cái giá cũng kiếp luôn. Cái bộ đồ nấu này, cái bộ đồ dùng này cho biết này là cái son cái này là mình dùng cho khi đông người chứ bình thường là mẹ con mình ăn cái nồi kia là đủ rồi. Cái nồi này nó cũng bố lắm, nồi này giống như là cái nồi ta nấu tiệc nó đùng vậy đó nha. Cái gì nó cao nó to lắm này mình nhóm mới thấy được ấy. Nha. Nước bây giờ đang trong này cả nhà. Đó. Mình đợi một lát nữa thì cái hạt điều này nó sẽ ra nó thêm cái màu nó làm cái màu đẹp cả nhà. Ok. Hôm nay mình đi mình thấy khổ qua nó tươi xanh luôn cả nhà. Vì hôm nay là thứ 6 đồ về rất là ngon luôn. Thứ 6 thứ 5 là ở Linh Đình nó là những ngày đồ ăn mới về đó cả nhà. Những tiệm nó bán đồ ăn mới đó. À, khổ qua nhưng mà nó khổ qua tháng này đầu mùa sao nó vẫn chưa có to, nó vừa vừa chứ nó không có to lắm nè. Cái này là 3 đồng 91 đi nè, bốn trái 1 kg 7 đồng mấy. Còn cái này là 4 trái, này là 4 đồng 4 đi nè. Cái này tổng cộng là 10 mấy đồng nè. Còn cái này là 3 đồng 44 đi nè. Tổng cộng đây là cây 7 trái với cái này 11 trái. 11 trái mà không có to lắm đâu nha, vừa chứ không có to, nó vừa, nói chung là vừa cũng không quá nhỏ nhưng mà chắc là dồn không có được thịt nhiều đâu nè. Mình tính nấu khổ qua dùng thịt đó cả nhà. Cái nào nếu mà nó rộng cái ở trong thì mình dùng được, mình dùng, còn cái nào không dùng được thì mình chỉ giò cục và sắc khổ qua miếng cho phanh tròn. Sợ nó bé ở trong quá nó dùng không được nhiều thịt á. Ngon lành ha. Để 10 mấy đồng á. 10 mấy đồng thì nhầm là 11 đồng á. 11 đồng ấy thì nhầm chắc hiện bây giờ tiền cũng đang lên, chắc cũng mấy trăm Việt Nam đấy. Ngon nha, xanh lè luôn á, xanh lè lát luôn nè, hù đậu á. Chuẩn bị làm khổ qua dùng thịt nha cả nhà nha. Cái nồi nó cũng sắp chín, cái súp nó cũng sắp chín thì mình cứ vu rửa cho nó ra hết cái vị ngọt trong xương của nó ra. Bây giờ mình cứ bún cả nhà. Bún cây, bún khô. Nhớ thì bún bỏ tí mỡ cho nó bóng, còn bún không có bị dính bún nha cả nhà. Này nè, cái nồi của em nó đã đấy, mình làm cho nó nhẹ nhẹ lửa xuống. Nhỏ lửa xuống cho nó riu, cho nó sắc cho nó ra hết vị ngọt. Quá ngon phải không? Màu đẹp nữa. Ôi giời ơi, quá bắt mắt luôn. Nói chung ở đây thì có gì nấu ở đấy, nó không có đầy đủ gì Việt Nam cả nhà. Nhưng mà như vậy là ở Việt Nam như vậy là quá quá chậm rồi. Nấu ở nhà được vậy là quá chậm rồi đó. Nó cũng có gan heo rồi nhưng mà tụi nhỏ của em nó không có ăn mấy cái đó ở nhà, nên nó ăn cái gì mình mua cái đó thôi chứ mình mua cái khác nó mới ăn. Mình ăn có hết, mình ăn cái cặt heo thôi, mình mua cặt heo với thịt heo với xương heo là nó thích. Còn như là mua tim hay là mua ấy rồi là nó bỏ vô đây nó thích đâu. Nó là mình đi nấu là cái gì nó thích là nó xương, quá ngon luôn. Vừa ăn ở nhà em niêm rồi, bình thường em niêm em ít quay lắm cả nhà, vì mỗi gia đình ăn khác nhau ấy, nên là mình niêm ít quay lắm. Thôi nè, quá thì ngon xương, đặt mấy câu luôn. Cái này một lát nữa ăn hồi cạp lắm, vì em nấu rất là nhiều xương luôn, ăn hồi cạp đã lắm. Cái mấy nồi nó cạp đã luôn, nằm lát cái này nó chín hẳn ấy, mình lấy ra rồi mình sắc mỏng, mình bỏ lên bún mình lót nó đẹp, quá đã đúng không? Bún quá đã luôn, mình xúc chứ, quá tuyệt vời, cái màu đẹp lên không cả nhà. Bây giờ mình sẽ xếp lên thôi, lát nữa nó khô nó hiếm cả nhà. Mà bún này mình mua cộng to nha, thì ngon, quá sảy không, quá đã luôn. Này, bún này là loại ăn bún bò Huế, mình mua ăn bún súp này, nên nó ngon, nó ngon, bún nhỏ là nhiều. Này xong rồi hết cả nhà, này là hẹ cả nhà, hẹ với củ hành và ngò gai nha, ớt, đang đợi con gái mua giá với ngò gai về là sắc là ăn mà, ngon còn cành đào luôn. Còn cái này chắc cặp với thịt đùi nha cả nhà, đùi. Còn cái này là ớt bằm mới bằm nè, ngon hả? Ăn súp phải có ớt bằm như cả nhà, chịu khó một tí xíu nhưng mà món ăn của mình nó sẽ đẹp mắt và nó ngon hơn đó. Chẳng có cái gì mà ngon bằng làm tại nhà, ăn chung ăn bao nhiêu cũng được, ăn gì cũng được, ăn tiệm không bằng ăn nhà đâu nha. Nhà làm vệ sinh sạch sẽ, ăn rất an toàn thực phẩm đấy, ngon không? Lâu lâu mới ăn được ngò gai nó hiếm có lắm cả nhà. Đấy, đây là nguyên liệu, một lát mình sẽ bỏ lên tô bún và mình sẽ trang trí thật là đẹp. Cả nhà nhớ đón xem nha, tô bún của mình hấp dẫn như thế nào nha. Còn xương nữa. Em đang nấu đậu xanh để mà làm chè cây nước này nha. Nấu cho nó kẹo rồi, lát nó dắt cục rồi. Còn lát làm chè cây nước nha. Mình cho nước chắc 3-4 màu gì đó. Cả nhà nhớ đón xem nha, hấp dẫn nha. Bột để làm chè cây nước cả nhà. Một tay quay phim, một tay nhồi cổ không? Đam mê nó gì đó. Nhồi nhồi vậy đó nha, nhìn vậy thôi nhưng lát cũng làm chè cây nước không dở mà. Cũng màu sắc gỡ da chứ bộ. Chưa có đổ nước chưa hết. Mình nhồi mình sẽ nó nhão, mình nhồi từ từ. Này nó chín rồi nè cả nhà, bây giờ mình đánh cho nó nhuyễn cả nhà. Lát nữa mình khỏi cần nhồi, đánh luôn tại chỗ như này, nó không phải nhỏ đâu nha, đánh nhưng lát nữa là nó tự động nó khô à, để nó nguội nó khô nha cả nhà. Đó mình đánh như vậy là nó tiện luôn đó. Đấy. Nó đang còn ướt đó, mình dễ đánh đó cả nhà. Đấy, đánh như đó mình để lát nó khô rồi là nó khỏi cần ấy, là mình đi dò thôi. Nhạt nhạt nó ra như này nó cũng chần nhạt hết. Cả nhà nó sôi, mình bỏ gừng cho để làm chè cho nước này cả nhà. Còn mình lát bỏ đường thôi nha, bỏ gừng vô cho nó thơm mùi gừng mới đúng chè cho nước. Mình bỏ cái này vô trước đó, bỏ đường vô trước cũng được, bỏ đường vô ấy sao cũng được cả nhà, tùy mọi người nha cả nhà.
gái. Hôm nay con gái phụ giò đậu xanh để làm thịt cho nước đi. Con gái nhờ chưa? Đấy. Nó còn đường cát cả nhà, bây giờ em sẽ bỏ một ít đường trước nha. Lát nữa rồi mình đem lại nha, coi nó đậm lạc thì mình còn bỏ thêm nước nữa cả nhà. Đấy. Nhưng mà bỏ thêm nước nữa thì cái này nước nó mình nấu mình sôi, nó chỉ có sôi để nó sôi làm nổi ra thêm ít nữa. Đấy. Gái mình nó làm thịt cho nước này cả nhà. Đấy, mẹ truyền cho bí quyết đó. Hai cục kém hai cục luôn. Dạ. Xéo tay đi chuẩn bị lấy chồng. Hai mươi mấy tới này là birthday của em ấy rồi, cả nhà đi ăn và sẽ quay video cho cả nhà xem buffet ở Đình Đình, cả nhà nhớ đón coi buffet ở Đình Đình như thế nào nha. Gia đình đã bốc bốc chỗ rồi, tới hai mấy ngày cả gia đình đi coi cái buffet ở Đình Đình nó có nhiều món như thế nào nha. Giờ tới mẹ nắng, con nắng xong rồi tới mẹ nắng cả nhà, kêu bây giờ gì bây giờ cục nhỏ nhỏ không thay miếng mỡ cho nó bóng cái bánh của mình. Như vừa vừa không có làm bự quá, làm bự quá ăn ngán cả nhà, nên mình em làm nhỏ nhỏ khi mới lớn được. Cả nhà ơi, chè trôi nước đây, thấy màu sắc đẹp không cả nhà, hai mẹ con làm từ nãy giờ đó, đó thành quả màu sắc rực rỡ, trời ơi nó đẹp, nhìn phát mê liền, trời, 4-5 màu gì quá trời đã luôn nè, đó thấy không? Chỉ cần xiên nhẹ một tí là sẽ có ăn. Này, cái màu này đẹp này, cái màu này em miết nhiều màu nó thành ra thế này nè. Ôi trời đẹp quá, cả nhà nhớ xem hết video nha, có nấu ăn và có nấu chè nha. Đó đẹp quá không, đâu đâu cháu nó lại nó bảo nó thèm tùm lum cho nấu cho nó thèm súp nấu súp, nó thèm bánh nấu bánh, chè nấu chè, quá đẹp cả nhà ơi, đẹp gực gỡ quá trời luôn. Giờ cúng táo chứ, cho ông táo vui vị chứ, xong rồi tới gia đình ăn. Mình làm nước cốt dừa đó nha cả nhà, lát nữa mình làm nước cốt dừa rồi mình trưng bày cho cả nhà xem nha. Hả kêu Kevin vần nó có đang làm nè, em thấy à. Ủa ai lúc trong xe này vậy, quá ngon cả nhà. Hello here, hello here, quá đẹp luôn, màu sắc đẹp quá trời luôn mình. Đó đó, có vàng có xanh có rồi, quá trời luôn, đẹp quá trời cả nhà ơi. Đồ 4 thêm một viên nữa là 5 viên xinh xinh nhỏ nhỏ màu trắng nữa đó, quá đẹp không, tuyệt vời không. Cho miếng nước nữa, cho xin tí nước nữa nè, bỏ miếng nước cốt dừa vô cả nhà, cốt dừa, nước cốt dừa đây, nước cốt dừa đây, ngon lành. Này trong táo nha, trong táo nha. Xong rồi nè cả nhà đó, mới chỉ cúng con táo xong, quá trời đẹp luôn cả nhà ơi, quá trời màu sắc đẹp luôn cả nhà ơi, coi nè, coi nè, đẹp quá trời luôn, mê. Ăn thì không có bao nhiêu, ngán lắm cả nhà, ngán lắm cả nhà, chứ giờ mình cũng đầy ít cái ăn tinh bột. Nên là chắc ăn cục hay cục rồi cùng nè, cháo nó thèm á, mình làm cho nó ăn, quá trời đẹp luôn cái nó, mà cái màu nó đẹp nè. Giò thì nó như nó không đều thiệt, không có gì mà đều hết, không có ai sinh ra mà đều cả, thì cái này nó cũng vậy thôi. Cũng cái nhỏ cái lớn, hai mẹ con giò ngon quá cả nhà, quá trời ngon luôn nè, mê chưa. Xong rồi đó, hấp dẫn rồi. Bún măng xương heo nha cả nhà, đầy đủ trên nè, có ngò gí nè, với ngò gai nữa nha, hành lá hành củ đều có hết nha, ngon lắm luôn á. Ớt bầm, ớt gì tùm lum, quá trời ngon luôn, ớt trái nè. Mình ăn cay dữ lắm cả nhà, đã luôn phải không? Cái màu cũng rất là ngon ha, thịt nạc nè, giá nè, quá trời luôn.